chị và tất cả các bạn. Thì đây chính là cổng vào ngôi chùa Kinh Sáng của chú anh chị. Thì hôm nay là ngày đầu tiên của buổi lễ cưới chứa Sema ngôi chính điện tại chùa Kinh Sáng. Chùa Kinh Sáng là một ngôi chùa Khmer theo hệ phái Nam Tông. Thì ngôi chùa sẽ làm lễ tổ chức khánh thành cưới chứa Sema vào trong sẽ là trong 3 ngày, ngày 1, 2, 3 tháng 3 năm 2023. Ngôi chùa tọa lạc tại là ấp Kinh Sáng, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Đây chính là cổng vào ngôi chùa Kinh Sáng quý chú anh chị. Cổng vào ngôi chùa Kinh Sáng hôm nay là ngày đầu tiên, và hồi sáng vừa rồi ngôi chùa đã làm lễ cắt băng cắt thạch xong rồi quý chú anh chị. Bây giờ mình mời quý chú anh chị và tất cả các bạn hãy cùng mình bước vào ở bên trong để mình tham quan nha. Kính thưa quý chú anh chị và tất cả các bạn, đây chính là khuôn viên bên trong ngôi chùa Kinh Sáng của quý chú anh chị. Phía trước màn hình của quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, đây chính là nơi là ngôi chính điện đang được làm lễ khánh thành cái chiếc Sema, ngôi chính điện của chú anh chị. Đây là ngôi chính điện đang được làm lễ, rất là đẹp đó quý chú anh chị. Ngôi chính điện được xây trên một cái nền rất là cao, sử dụng cái tông màu cam đỏ là màu chủ đạo chú anh chị. Ngoài ra thì có những viền hoa văn được sơn phết màu vàng, những một màu sắc mang đậm nét văn hóa của đồng bào người dân tộc Khmer. Trên ngôi chùa thì có tượng nữ thần Apsara cũng như là tượng thần kim chống mái ngói, cũng giống như những ngôi chùa khác các quý anh chị. Ngôi chùa thì có rất là nhiều hoa văn mang đậm văn hóa của đồng bào người dân tộc Khmer quý anh chị. Kính thưa quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, đây chính là nơi để mà tiếp đón các vị Phật tử cũng như là các vị cư tăng gần xa quý chú anh chị. Đó cũng như đây là nơi để mà làm lễ vào buổi tối quý chú anh chị. Những đây ở nơi đây thì những vị Phật tử nào cũng cúng dường thì mình sẽ đến đây ha. Đó, vị trí này quý chú anh chị sẽ là nơi cúng dường quý chú anh chị. Buổi tối sẽ làm lễ ở tại đây quý chú anh chị. Đây thì có những tảng đá ấn Sema quý chú anh chị. Ở đây thì có mấy em đang bán những vật phẩm để cho các vị Phật tử mua và bỏ vào những hố Sema để mà cầu nguyện quý chú anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ bước vào bên trong ngôi chính điện để mình quay cho quý chú anh chị và tất cả các bạn xem nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dù là ngày đầu tiên nhưng mà theo mình thấy có rất là đông Phật tử đến tham dự buổi lễ khánh thành ngày hôm nay của chú anh chị. Đây sẽ là nơi sinh sâm của chú anh chị, Phật tử với Phật tử của chú nào muốn đến đây sinh sâm cũng như là cầu chỉ tay sẽ màu đỏ ha, để mà cầu bình an thì mình sẽ đến đây với chú anh chị. Đó, như đây cái trường chú anh chị và tất cả các bạn có thể nhìn thấy thì có một số Phật tử ra đơn đến sinh sâm cũng như là cầu chỉ tay để mà cầu bình an. Đó, sợi dây màu đỏ chứ anh chị. Đây cũng tiếp tục là nơi để mà xin xăm cũng như là cột chỉ tay hay dây màu đỏ chú anh chị để mà cầu bình an. Đó, nhưng mà chú anh chị và tất cả các bạn có thể nhìn thấy thì có rất là nhiều Phật tử đang mà
xin những sợi dây màu đỏ và nhờ các vị sư cầu chỉ tay dùm để mà coi như là cầu bình an đó. Và ở ngay chỗ này cũng là những vị Phật tử nào muốn xin xăm gì đó thì mình cũng có thể là xin, rồi các vị sư sẽ là lý giải những vẻ xăm mà các vị Phật tử bắt được chú anh chị. Đó, vị sư đang cột chỉ tay cho các vị Phật tử chú anh chị. Hôm nay là mặc dù là ngày buổi sáng đầu tiên nhưng mà theo mình thấy có rất là đông Phật tử đến tham dự chú anh chị. Ở đây thì có một cái hồ cũng rất là lớn nha. Xung quanh những hồ thì có rất là nhiều bông hoa vạn thọ, rất là đẹp luôn quý anh chị. Những bông hoa đang nở rộ khoe sắc, tuyệt đẹp luôn quý chú anh chị. Đó. Còn đây là nơi mà trưng bày các đồ cổ quý chú anh chị, những đồ mà gắn liền với những người bà con nông dân của đồng bào người dân tộc Khmer hồi xưa quý chú anh chị. Đó, rất là nhiều đồ cổ gồm những dụng cụ như là cái lọ tin á, đó cái lọ tin để mà như là đựng mắm như hồi xưa quý chú anh chị đó. Rất là nhiều á. Ngoài ra còn rất là nhiều những đồ dụng cụ để mà đánh bắt cá hồi xưa quý chú anh chị. Như đây là dụng cụ đánh bắt cá ha, đựng cá, cái rọ đựng cá ha. Đây là cái đồ mà đánh bắt cá tép, rất là nhiều luôn quý chú anh chị. Ngoài ra còn đây thì còn có cái cối xây gạo ha. Đó. Rất là nhiều luôn chú anh chị, những đồ cổ được trưng bày tại đây. Ngoài ra ở đây còn có bố trí hai cái ghế để mà quý Phật tử nào muốn chụp hình check in tại đây thì có thể đến đây để mà chụp hình nhé. Đó, rất là VIP luôn ha. Ở đây thì là khu vực buôn bán đồ ở lưu niệm cũng như là bán các gian hàng nước đồ ăn. Đó, rất là rộng lớn luôn quý chú anh chị. Do ở đây có vẻ là ruộng ha. Ở đây do có vẻ là ruộng ha. Vụ này người ta không có làm, do đó thì nhà trường cũng tận dụng sử ruộng này để mà tổ chức cái buổi lễ cái giới xe ma vào những ngày hôm nay luôn ha. Đó, bán rất là nhiều đồ luôn quý chú anh chị. Ở đây quá trời đồ, những đồ lưu niệm á, bán quá trời đồ luôn quý chú anh chị. Ở đây quá trời rộng lắm quý chú anh chị. Ở đây thì bán rất là nhiều đồ lắm quý chú anh chị ha. Thì hôm nay thì mới chỉ đông như vậy thôi. Thường là vào ngày thứ hai và ngày thứ ba của buổi lễ cái giới xi ma quý chú anh chị thì sẽ là tập trung đông. Rồi, mình cảm ơn quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đón xem video của mình nhé. Rất mong quý cô chú anh chị và tất cả các bạn hãy ủng hộ, yêu thích, ủng hộ Bác Medellin bằng cách là nhấn like, share cũng như là đăng ký kênh ủng hộ Bác Medellin để có thêm nhiều động lực làm những video hay nữa nha. Và bây giờ mình xin kính chào, tạm biệt và hẹn lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.